Chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay chủ nhật thì cũng rất là bận, nhưng mà mình có một số bạn điện hỏi nên mình cũng tranh thủ làm một cái clip cho các bạn coi nha. Thì hiện tại bây giờ mình có một cây hồng ngọc mai, cái rễ nó cũng rất là nhiều, rễ non rất là nhiều nha. Đấy, thì cái cây này cắt ngắn ở rằng đã tán này, thì các bạn cái mầm ra đang mới rất là khỏe nha. Các bạn về chăm lên nó cao hơn chút nó ra bông, ở đây có một số cái ngọn nó đã chấm nụ rồi nha. Đấy, thì cây này rất là nhanh ra bông thôi. Rồi cái hoành rễ nó bự nha, cái thân nó bằng nhích hơn ngón cái mình chút. Cây này về các bạn nuôi tàn nó chút xíu, các bạn uốn hai tàn tàn này và tàn trên, ok. Đấy, cho nó nằm, cho vào cái chậu cho nó nằm nghiêng rồi. Đấy, cái này nếu mà mình gửi thì mình sổ bớt cái bầu đất ra, mình gửi các bạn cho nó nhẹ nha, chứ mình gửi cái này ký nó mắc. Thì thường một cái này nếu mà gửi các bạn ở gần gần mà gửi thì nó, xin lỗi, máy bay hơi ồn chút nha. Đi qua các bạn nào ở gần gần cỡ tầm Nha Trang, Phú Yên trở lại, nếu mà gửi gửi xe thường là nó khoảng 2 ngày, khoảng cỡ chưa tới 50.000 tiền ship nhé. Còn gần gần thì chắc khoảng cỡ 30 là các bạn đã nhận được rồi. Còn nếu mà gửi máy bay xa thì khoảng 50 đấy nhé. Cây này thì có giá 300.000. Rồi bạn nào thích thì comment số điện thoại, gọi trực tiếp cho mình, số điện thoại mình để phía dưới clip nhé. À, các bạn nhớ đăng ký kênh giùm mình để nhận clip mới nhất, để tranh thủ lấy cây sớm không có người khác lấy mất nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Rồi, xin hẹn gặp lại ở clip sau. Vậy nhé. Rồi, xin chào các bạn.